ăn luôn, ăn luôn, luôn đi thấy sướng là ăn luôn, ăn luôn, nhá luôn, nha. Anita, let's go. Đấy, đây tôi đi bộ này nữa này. À, đưa cả cầm kia bộ kia ra đây. Sorry. Để tôi đi lấy bộ này nữa. Nào, tôi đi cầm đấy, chọn luôn. Rồi, tôi đi chọn xong chưa? Sao? Bắt đầu chọn rồi. Rồi, chọn xong rồi thì thanh toán tiền đi. Rồi, đẹp rồi. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Yeah. Tôi đi về diện ngay đấy. Nhé. Yeah. Ừ. Thích không? Thích. Cứ cái màu sặc sặc, xanh đỏ tím vàng. Và tôi đi thích hết. Đưa đưa mẹ bộ này để thử bộ kia. Nào. Nào. Nào, con đi đo. Vừa đi bố nhỉ. Được. Nó vải này nó mềm này. Vâng, có thích cái này. Nó kiểu gần giống như là bò nhưng mà mềm. Vâng. Nó là bò đấy hả? Bò đấy. Bò nhưng mà mềm. Vâng, nó kiểu làm cho trẻ con vậy. Anh ơi, đâu? Cái này cho tôi đi mặc đi đâu cho nó ít thải thôi. Thích sự. Yeah. Ừ, thích quá. Tôi đi kìa. Ừ, ấy gầm gừ ấy này. Gầm gừ ấy này, thích thế này. Ừ, thích cái nào nữa. Thấy cái nào nữa nè. Chọn này không? Ừ, thấy cái này đã không? Đấy, xem giá đấy. Mua ấy nghe. Ừ, bao nhiêu tiền mua đi. Ừ. Tôi đi đằng sau kìa. À đây có con này nữa này, hay quá, hay quá. À, rồi đây con này là con ngựa đấy không? Tôi đi lấy con ngựa để chơi nhá. Có kêu được không? Đấy, chú quan kiếm một con ngựa rồi này. Ôi trời ơi, màu này có thích ấy. Ừ. À đấy. Ôi trời, đúng rồi. Này, bố chụp ảnh nha. Nào. Đấy. Đớp. Đấy, còn con gì đằng sau nữa kìa. Nào. Nào, chú Quang đưa con đây. Chú Quang đưa con đây. Cho tôi đi xem con nữa nào. Ừ. Ừ. Rồi, con chó. Con chó không? Đấy, thích quá. Lần đầu tiên đi siêu thị này thích quá. Ừ. Cái gì cũng thích nhỉ. Yeah. Ừ, thơm con chó. Ừ. Hay không? Chó đấy, chó bông đấy. Chó bông của Tony đấy. Go, go. Chơi ngay. Đấy. Nhìn bố kìa. Quay dịch trong cái này cho bố nhìn. Đấy. Rồi cách. Bố gọi đi. Tony ơi. Thích quá. Thêm cái quần áo không? Đẹp không? Đâu, đi ra. Anh ơi, tôi đủ đấy. Đâu, thử xem cái nào đẹp hơn. Rồi, đấy thử hết đi, cầm hết đi này. Cái này vào túi này. Sướng quá. Hôm nay đi chơi. Từ nông thôn đi ra thành phố. Sướng quá.
Ừ, thích đó. Quên nó xe nhỏ. Đánh nhau con chó. Cắn luôn. Cắn thật. Vớ cắn. Dạ, ngon, được không? Chơi con chó, cắn luôn. Hai tay rồi, hai tay thôi rồi. Rồi, hai tay. Lúc này không mất cái này. Chơi con chó. Thích quá. Không nhặt thử áo đi. Ba cái này lấy không nào? Thử thế nào, vừa hay đâu? Thử thì đỡ có giống nhau. Vừa thế con ạ. Bộ nào đẹp hơn không? Không. Đấy con thấy nó giống giống đấy cả đi nhau. Cho nó thay đổi thôi. Con sợ mặc nó không hết rồi lại chặt rồi lại không sao cả. Không sao cả. Nhà tôi đi nhà. Úi dồi, nó cầm được cái gì dưới này? Lại cầm được cái gì thế này? Anh đưa ý kiến rồi. Đây cái này. Cái này chưa có áo cài cúc rồi, có mà thử không? Màu trông nó thế nào? Màu không đẹp hả? Thế là cái này nhá. Màu này không đẹp hả? Cái đẹp hai chứ. Hai cái này giống hệt nhau. Cái nhưng mà chỉ khác nhau, khác nhau màu đi. Vâng. Ủa, mà nãy giờ chẳng đấy. Lấy cái nào? Đấy, nào được. Cái nào cũng được. Để chọn lấy cái thôi. Tony lấy quần bò à? Cái này quần bò, còn cái này là quần thường. Đây đẹp hơn này. Cái này đẹp hơn thì cái này đẹp, cả hai cái đẹp. Lấy cả cái quần không đấy. Các bạn em sợ cái này nó hơi cứng hơn cái kia. Cái này thì là quần vải. Đây của con đây. Ôi đây của con lấy con cầm nhé. Ôi nặng quá, con cầm được không? Thích lắm. Con cầm được không? Thế lấy cái này nhá. Lấy mấy cái thôi bỏ không ạ. Đến lúc nó lớn thì lại không mà vừa thịt lắm. Đấy nhé, lấy cho con cái này nhé. Úi dồi, sao đấy hả con? Đây, lấy cho con bộ này nhé. Cái này có cái quần này mát mát rồi. Cái này đẹp đấy. Vâng. Cái quần nó mềm. Cái này thì hơi cứng này con. Cứng rồi. Bò à? Không cứng hẳn. Cái này là đâu thế, cái con này không lấy được cho Tony à? Ở đây có một đống các con cơ mà. Cho con, cho Tony một con nữa chứ. Đấy. Tony màu ôm này, một màu con. Này con có thích không? Tony ôm thích con nào? Màu này con thích, Tony thích con nào? Đấy. Tony. Đó này. Cho con một con ôm đi ngủ nhé. Úi giời ơi, vật nhau với nó. Nó sợ ít quá. Thích quá. Nhẹ mồm. Cắn luôn nó đấy. Cắn. Nhả hết. Lau luôn kìa. Sướng quá, Tony là con bò, con thích quá, con chó bông đấy. Chú Quang lấy con màu vàng lại xem nào, Tony xem nào, thích con nào nó sặc sỡ không? Đây rồi, có con voi hay con gì đây? Voi à? Voi vàng. Con này có cái voi rồi, voi để ăn vừa. Yeah. Thích quá, thích quá. Ăn luôn. Cho vào mồm luôn. Nhá luôn cái vòi đi. Em ăn luôn đi, đánh dấu luôn. Nhá luôn. Đánh dấu chủ quyền với cái vòi voi. Nhá luôn cái vòi đi. Ôi tôi nhìn thích con nào, thích quá. Yeah. Đỡ mượn cái túi và đỡ để sai ấp thì để đưa giá.
Thích con này lắm. Đó, nhìn. Ôi trời, 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 trời.